tam giác quỷ Bermuda. Dạ. Rồi. Thôi, một cái khó hơn là làm cái dích dắt á. E trái trước nè, xong rồi phải xong lách chưa? Điểm. Điểm. Đó. Đó. Ai giữ hơn? Đâu? Thôi ngồi vô ra coi cái nãy giờ chưa quay được gì chứ. Bóng em nhìn cái bóng á, em nhìn cái bóng á, cái bóng em mà nó đập á, nè anh e thử đi, rồi đó nè, nó dồn tới. Còn e với bích bay với mày vậy trời. Đó, đường con hả, đường con, còn hai con nữa, đường con thôi, còn hai con nữa. Ở đây đường nào luôn. Cái này, mày làm lại cái đó, không tu đâu nào, không tu đâu nào nha. Ừ. Thôi, tôi luôn nào luôn. Đã làm nào mà. Em tin được con lò rồi, không tin được hang kia. Em cũng đéo biết nữa. Mà lại hỏi đéo tôi được nào luôn. Gì quá khó quá, khó quá. Sao học cây làm được rồi. Ê, xong cái anh đang đít rồi đó là. Nhưng mà làm không được, đừng có dễ. Gì vậy? Teo. Cho làm nó làm hết. Đồ. Đồ. Hai yêu. Con mắt ok rồi, để dành em được. Rồi con thảo 6 không? Đéo không thảo 6 à? No. Phải không? Có phải không? Gọn này chứ, gọn này. Bố bố luôn rồi, ghê ra. La luôn á. Gì kìa? Cho lẹ. Làm khó chứ. À, hình như là phải qua đây luôn. Qua nhưng mà cái bóng nó chưa có tới mình. Từ để đếm ra 1, 2 đúng không? Xong anh tập được cái này là mốt cầm cái kia đi rừng luôn. Anh văng mít chết mẹ ra. Thôi nãy giờ đổi qua cái khác rồi. Có gì của mọi người á. Đổi qua khác. Anh làm đúng một cái thôi. G đánh thường EW đúc quy. À đúng rồi. G đánh thường EW đúc quy. À, chậm rồi nha, làm lại. Ewi đốt lá cành cho 6. Ây da, chưa đánh thường hả? Chết lon. Gà vãi. Gà hố mày đánh tem. Nhiều bước. Ây da. À, nó chưa cung đao. Anh cứ làm chậm đi, anh cứ làm từng cái đi. G đánh, anh G xong anh đánh người á. Anh làm không cần đúng. Ừ, đó đánh thường Ewi đúc quy gì đó. Đúng rồi đó. Ghê trời. Nè, đánh thường Ewi đúc quy. À, đi cần nha, đừng cần mắt con cậu bé luôn hả? Cậu bé, sai. Rồi. Cùng đào cái. Rồi, gờ đánh thường, EWI. Đừng đánh thường trước, đánh gờ chứ, đánh thường. Gờ đánh thường, EWI, đúc quy. Liên chuột đây nè. Rồi. Đánh cái đi, rồi. Đánh cái combo cho nó mất hết skill á. Cái bàn phím này nó steel series quá. Đúng rồi. Thường. Nghe anh đâu đụng. Cái tay nó giật mò, nó bấm đéo bấm lại. Đây, để em thị phạm cho. Rồi, em thị phạm cho anh đi. Đúng rồi. Rồi, nhìn đây. Rồi. Đó, rồi. Là đẹp. Làm này bao nhiêu tinh túy rồi ra hết trơn luôn á. Gà, yeah, em đúng. Gà, đánh thường, em quay đúc quý. Ơi, anh. Ủa, nấn rồi đó. Đúc quý, anh có e đâu. Rồi, giờ anh tắt. Rồi, ok. Giờ, chờ, anh giờ. Anh làm hết nguyên bộ chưa, nó hiện cung đa hết đó. Tắt chưa? Rồi, tắt rồi đó. Em đâu? Kìa, em đâu? Anh vừa em đâu rồi, em. Mười mấy lần á. Rồi. Cái
Đó, được chưa? Được cái đó hết rồi. Ủa mình biết chưa? Sai rồi hay sao á? À không? Ừ, sai rồi. Đúng à, rồi. Ừ. Nhìn em được. Dạ. Dạ anh Hờn, em Huy, Đức Huy. Nhưng mà ai vô đó? Đúng không? Huy vô cái đám khác rồi, đúng rồi đó. Nhưng mà sao kết quả? Nhưng mà Huy vô đám khác đúng không? Dạ. Dạ anh Hờn. Sao cái Huy của anh nó bay kia vậy? Anh mẹ chiêu nó. Anh nghĩ là cho cái đi. Bóp nó bóp hết luôn. Rồi. Dạ. Đó, bỏ, đó, được okay đó. Ok giờ. Cuối cuối người nha. Được đó, ổn được rồi hả? Được, được, cuối cuối quan đi vô rồi. Quan mà chỗ khác rồi. Rồi. Ủa gì á? Ủa? Bấm đúp e luôn hả gì á? Lòng anh bấm e đúp rồi. Rồi. Được, em luôn. Thế nào nghe, đâu nghe đâu, đâu nghe đâu. Anh để cho Sun Dao chiêu cái lại tắt cái kia cho gì vậy với rồi 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 ai vừa tới đứt đâu vô đứt đâu đứt bên đâu anh chưa con đau mà rồi dễ hiểu mà sao cái đứt bên đâu nè giờ nè nè rồi 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 tạo cái đi chỉ lại cho thôi rồi đúng rồi đó đúng rồi đó à khổ quá chắc do cái bàn phím siêu tiêu series này nó có cái cha biết cái cơ rồi thôi phạm dạng không biến dạng thêm cái nữa rồi. Yes sir. Yeah, bye. Bún mua, bún này lại được một điểm hoàn tại á. Bún tiền, bún tiền, bún tiền. Chiến nè. Rồi. E quay lát. À. Rồi sao? Ờ nhưng mà mới làm mặt được đúng không? Rồi. Đâu đâu đâu. Làm theo cái đi, em làm đúng cái được. Đúp. Em ơi. Rồi. Được đó. Rồi đúp nè, đúp nè. Ê, tắt tắt cái. Đúp, e quay lắm. Trời ơi, trời ơi. Rồi, diễn lại nha. Bắn ra rớt nọ cái. Đúng mà gán bắn quỳ vô đó, full net. À, skin đẹp ha, skin này bỏ tiền. E quay lắm. Chưa, ủa em đúp phải chúng nó chứ. Anh đứng gần hả, đúp chúng. Xong e quay lắm hai thằng vậy. Đúp chúng lộn mày chứ hả? Ừ, đúp chúng. Oh! Không cần diễn, không cần diễn. 100 chưa ra cho một cái lời nhận xét. Là hai con ở gần, hồi nãy đỡ hai con xa hiểu không? Cái trận đó, lát có Minh Heo nè. Rồi coi anh Hưng nè, coi anh Hưng với Hiếu Ba là. Anh đéo làm được cái lộn luôn. Nè, nè, phiêu đốt cái thứ luôn nè. Kêu à, cha già rồi đúng không? Nhạc luôn rồi, dù ta biết luôn. Đọc, cái đồng xu đâu? Ủa hình như cái kia nào không có đồng xu. Có, có anh chọn 2 hay đó, từ từ em vừa thấy bắn đồng xu. Đó à. Rồi đúp em lá luôn. Đúng rồi. Làm nhẹ nha, làm lại nha. Đậu. Em phải diễn giống mấy thằng TikTok á, em búng cái nữa mệt. Reaction. Thôi, từ 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 từ. Rồi rồi. Búng búng luôn mệt, búng cái. Rồi ok. Rồi. Em phải để cái tay vô chuột nè. Đó. Đó. Trời ơi. Nước mắt nghỉ luôn. Tí anh cứ bình tĩnh trẻ nó rồi á, trẻ ơi. Đó là gì vậy? Đó. Đúng rồi đó. Cái gờ á. Đúng mà. Đúng rồi. Dạ thôi giờ muốn tiền luôn đi, muốn tiền với hai kìa tên ai. Nhìn trời ơi. Ờ. Con nhéo đi. Nhéo đi sần được. Ủa thì combo nó vậy mà. Tao biết sao mày làm nhanh, mày tắt cái đó. Mày bấm hết nút luôn hả? Ủa thì nó hết nút mà anh. Để vô túi em. Để thằng Hiếu nó dễ cái dễ ra. Trời. Đớp. E quỳ lách. Trời. Có hơi chậm như vậy chậm thôi nhưng mà chuẩn. Mua hết rồi. Rồi. À. Rồi Minh Heo tới chơi. Rồi quất. À. Ngầu dữ. Rồi dẻo dữ ta. Dữ quá. Ê nhưng mà chưa ghi còn nè. Ê, à, dọc sai rồi. Ngang ngang mà nó ngang ngang mà. Đâu hay luôn.
Rồi. Lát nữa ông nội ơi. Lát chứ. Vậy đó là rồi. Rồi. Mới là màu vậy. Nè, đặt ok không? Anh em quy đây xong lát vô này xong bóng rồi. Rồi cho mất cái hùng độ cái. Bóng đồ ba chút đồ chạy ra ba mang kiếm mất. E rồi lát chứ không phải là e lát rồi. Dạ. Chứ sao? Anh đặt bóng đây, anh em qua đây. Anh em qua đây xong anh lát vô. À rồi. Chắc lên kia giúp em hả? Ừ, rồi. E, G xong lát. E, G. Nè, mình chỉ cái đó. Phải E, G rồi mới lát, hiểu không? Để anh có cái nhịp bấm lát đó, hiểu không? Ờ, đó, vậy em vậy. Rồi. Ủa, xong hả? Dạ, dạ. Rồi, còn thứ 3. Còn thứ 3 nữa, rồi. Chết trước. Mày sẽ heo đi. Dạ. Bố lần heo. Siêu. Ừ, rồi, 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 lại, thôi góc này đây, góc này. Ghê vậy, sao vậy? Này yếu. Ban bò, bà ly. Ban bò. Tay con này chấp tới bò. Nè, đốp. Rồi, em quay ra. Đâu, đâu, đâu. Con nhỏ hoài. Quên. Đấy là có phải cách đúng không? Rồi. Em đi, bấm em quay vô đây. Em quay đây, lát xong. Đó. Đó. Gì nó làm được hai lần liên tiếp luôn nè. Ủa sao dễ vậy ta? Em quay lát rồi à. Lên vô một cái từ từ. Kẻ cái lùng. Còn có mà đi đâu. Đúng. Còn có mà đi nữa. Mèo có nữa. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Chỉnh cái góc lại. Ủa chuẩn thầy, chuẩn không thầy. Đúng rồi. Rồi. Gờ đúp nha, gờ đúp nha. Gờ đúp, gờ đúp, gờ đúp. Gờ đúp, gờ đúp. Vậy đúng không? Rồi. Rồi. Ủa gì vậy? Ba là lùng, anh lùng. Không, Ly không quen á. Ly không quen. Ly không quen. Anh đứng sát gần con tướng á, anh chỉ gió lẹ. Gờ đúp. Ủa, gờ đúp xong đánh thường lát hả? Ủa, gờ đúp đánh thường. Không, gờ đúp phải chạy qua, đúng không? Ờ, đúng rồi. Phải chạy qua chứ. Phải chạy qua điểm ngay. Chuyện vậy nè. Đứng anh đứng gần cái điểm yếu kìa. Xéo quá. Đó, hiểu không? Ví dụ, còn nếu mà đứng xéo nha. Cái gờ đó anh chỉ cần đứng nè. Rồi, tạt này cái mé này thôi. Đứng cái mé chứ. Đứng mê ly luôn. Gà đúp. Xong qua đây. Bấm không quen. Khó lắm á, cái này khó lắm á. Gà đúp. Ủa cái lời. Chị nếp đây. Được chưa? Đâu. Để em nói em không? Em. Diễn cho. Ừ, nó rẻ thôi ba. Quy mà lát đúp dùng nha. Đánh giờ nó được. Thấy tóc nó cao quá. Ủa mày để con thôi mày để cái. Nói chung là em đừng có để con nộm nó xa quá cái tầm quy 2 của em á. À. Yeah, bài đẳng cấp. Múa luôn. Ơi, không mua giày khó làm nha. Em mua giày hả? Đúng rồi. Cái xu cần giày á. Không biết nữa, cứ làm đi. Thôi, đặt cái găng tướng hay sao hả? Rồi. Có vô nớt tường gió thiêu đốt, cành chọn 6 không? Ủa, lát đâu? Này có cành chọn 6 không? Bấm chữ G hay gì vậy ta? Cái bàn biến này nó gần lắm ấy. Rồi. Đúng rồi, tối nào cũng coi bi chết ngang. Anh nó đéo anh hợp. Nghe nó nè. Anh cứ eo quy lát đi. Anh đánh thường một cái thằng kia gớt xuống nó sẽ eo quy lát được. Rồi. Anh đừng có bị mỏi. Rồi. Mất eo quy lát. Có đánh thường mất cái eo. Đâu mình heo vô quay ra. Anh tích lóc nè. Anh nè. Anh tích lóc chứ đúng không? Eo quy lát thằng này. Rồi xong. Thằng này nó đang gớt xuống anh đánh thường. Anh eo quy lát nó một cái nữa. Đừng có sợ nó gớt đúng không? Rồi. Đừng có sợ gớt. Nó sẽ gớt. Lúc nó gớt anh sẽ cắn eo quy lát được. Ê, còn có lát rồi. Rồi. Em quy lát, đánh được quy rồi. Đó, vậy đó. Rồi. Rồi giờ là thiếu rồi. Làm nhánh xíu thôi là được.
Thế sao vậy? 1 phút 30 giây của Quyền Linh à. Ây da, xém rồi. Nhìn nó xa xa thì sao ta đúng không? 1 là Quyền Linh, 2 là Trắng Thành Trường Giang đó nha. Chuẩn bị. Bật luôn, bật luôn. Anh vô vòng sau. Cái gì vậy? Làm sao? Làm lại. Làm lại. Bật điện còi đúng không? Quá hay rồi. Coi đến cái từ gió quá. Phải rồi. Cái từ gió này là xịn nhất chưa? Skin này cũng xịn nha. Skin này cũng xịn. Quá hay. Quá nhiều bước. Không sao. Từ từ. Làm được, Ken Nguyên. Những cái từ gió không kịp chứ đâu. Bây giờ chết Giang làm được, hắn này làm được. Đó. Chưa chướng thường. Rồi rồi, vậy làm nào nha. Hợp tác của quỷ mà lo cái lồn vậy. Đó. Quỷ cái con bò luôn. Em đúng là con quỷ luôn nè. Thêm cái từ gió em nghe đánh thường luôn. Rồi, ê quy đó. Rồi đánh thường hiểu giờ. Ừ. Hiểu cái giờ. Làm chạy quá. Em đâu có lát nữa. Ôi. Ba em làm mấy cái mà thiên tài mới lộn quá. Chai gát em gờ ba con đi gian chỗ. Mẹ mẹ. Ờ quy e, đánh thường quy e. Anh cái cá chấm chấm thôi. Ừ. Rồi, đó đây, EW đó. EW đó, đốt nó kìa, thấy không? EW lá đánh thường. Tao mày cá, mà kêu ông làm 20 lần nếu được. Rồi, được không? Rồi, đi phơi. Được. Ủa, được rồi. Ủa, mà. Ba đều có Huy. Huy xoay á. Nhà mày cũng vậy đi, chiên khác. Chị. Giống em Huy với ba ơi. Bình tĩnh đi Minel. Mày cũng vậy, mình chị đó chứ. Em bị vậy. Rồi, 6 lần. Là... Em bị vậy, em mới chỉ. Ta chỉ. Mày là chị đó nè. Có mấy chạy đó. Nó tay ngầu ngầu. Ê, độ à, mày giống thứ ba rồi. Thứ ba rồi, độ ba. Ba luôn, mình rồi luôn đó. Để con lát. Ê, quên, độ. Ê, không có lát, đánh nhau, Không được. Chậm quá. Không, chậm vậy à. Không dư. Không có gì. Cái trong kiếm là đủ. Không có gì là quá dư. Chính phút câu ra mình muốn thêm gì á. Cảm nhận cơn gió lên, cảm nhận cơn gió. Anh cứu Hiếu Ba là dù phê vậy. Cảm nhận cơn gió em đi. Rồi, cứu rồi. Đây, liền phê đi. Phải không? Nè, phải cảm nhận. Tôi đã tôi lầm người. Phải cảm nhận cơn gió qua người anh nha. Ờ, chắc bảy dòng binh lầm được. Nó chậm á. Không mệt luôn. Đã quy nếu kịp được đó lúc anh làm, lúc đó anh làm gì anh khỏi là anh thường anh mới kịp eo quy qua cái con khác mua gì đấy chị tao tôi qua gì đâu nãy giờ á để thường về đúng không tao về rồi cũng về anh mới làm được. Ủa mày đó thiệt hả giỡn quên cái ní. Mập quá nè. Không kệ. Do các bạn phím Steel Series này nó béo quá. Có tay mập của anh đấm nhất được. Nghe vú nè. Trong lát kia bàn phím nhỏ quá do ngón tay anh mập.